WeWork thì đã từng là một trong những startup có giá trị nhất trong các công ty khởi nghiệp ở Mỹ với mức định giá lên đến 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Thế nhưng chỉ một tuần trước đây thôi thì con số 47 tỷ đô này đã giảm mạnh xuống chỉ còn 45 triệu đô la Mỹ, tức là giá trị của công ty đã chia 1.000 lần từ mức đỉnh cao nhất từng đạt được. Vậy ai đã nhào nặn nên siêu kỳ lân WeWork và điều gì đã khiến cho startup này sụp đổ? Hãy cùng tìm hiểu trong số bổ não ngày hôm nay nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coi68TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con đường leo tới đỉnh của WeWork. WeWork thì được thành lập bởi Adam Newman. Anh này thì đến thành phố New York vào năm 2001 sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở trong quân đội Israel. Ban đầu thì anh này lập một công ty có tên là Clawless, chuyên bán quần áo có đệm đầu gối cho trẻ sơ sinh đã biết bò. Đến năm 2010 thì Newman và đồng sáng lập là Mark Kevy đồng sáng lập nên WeWork với mô hình là kinh doanh co-working space. Mình nghĩ là các anh em cũng đã nghe nhiều về mô hình này. Thế nhưng để dành cho những anh em chưa nghe hay là chưa tìm hiểu rõ về mô hình thì kinh doanh co-working space tức là việc mà chúng ta đi xây dựng hay là đi thuê lại những tòa nhà văn phòng và cho nhiều doanh nghiệp nhỏ hay là các cá nhân thuê để làm việc. Việc thuê các cái không gian làm việc chung như thế này thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí hơn, bởi vì khác với các cái mô hình cho thuê văn phòng truyền thống thì khi mà thuê co-working space thì chúng ta chỉ cần phải thuê một không gian nhỏ, hoặc là chúng ta có thể thuê linh hoạt thời gian, ví dụ là thuê theo giờ hay là thuê theo ngày, khác với những cái mô hình truyền thống là chúng ta sẽ phải bỏ khá là nhiều tiền để làm những cái hợp đồng thuê theo tháng hay là theo năm. Vì vậy cho nên là mô hình co-working space như thế này thì sẽ rất phù hợp với những startup nhỏ hay là những người làm freelancers. Và WeWork thì là một trong những công ty tiên phong với mô hình này. Trong 3 năm đầu khởi nghiệp thì Newman và đồng sáng lập là Mark Kevy đã sớm nhân rộng mô hình này sang rất nhiều thành phố phát triển khác nhau nhờ vào khoản đầu tư khổng lồ hàng tỷ đô la từ SoftBank, là một tập đoàn đầu tư vốn rất là nổi tiếng ở Nhật Bản với nhiều thương vụ đầu tư công nghệ rất là thành công. Và quả thực thì sau những thương vụ đầu tư này thì WeWork đã từng rất thành công. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài dấu mốc thành công của WeWork nhé. Đầu tiên là vào năm 2014 thì sau khi mở rộng một cách nhanh chóng thì WeWork đã được định giá lên đến 4,6 tỷ đô, một mức giá khá là cao ở thời điểm đó, và nhận được rót vốn từ rất nhiều những nhà đầu tư sừng sỏ như là JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group. Cho đến năm 2017 thì WeWork lần đầu tiên nhận được đầu tư từ SoftBank với tổng số tiền lên đến 4,4 tỷ đô la Mỹ, nâng mức định giá của công ty này lên mức là 20 tỷ đô. Đến tháng 1 năm 2019 thì SoftBank đã rót thêm 2 tỷ đô la tài trợ nữa. Tính thêm đợt rót vốn vào cuối năm 2018 thì tổng đầu tư của SoftBank vào WeWork tính đến thời điểm đó đã đạt 10 tỷ đô, nâng mức định giá của WeWork lên 47 tỷ đô. Với con số này thì WeWork đã được cho là startup chưa niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất ở Mỹ tại thời điểm đó. Thế nhưng sau những mốc son hoàng kim này thì WeWork cũng bắt đầu lao dốc và rơi vào sóng gió. Đến tháng 8 năm 2019 thì WeWork nộp báo cáo đợt đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng là IPO. Đây là lần đầu tiên mà tình hình tài chính của công ty này được công khai. Hàng ngàn các chuyên gia tài chính và các nhà báo đã đem ra ánh sáng vô số những điều kỳ quặc và đáng báo động của WeWork, chẳng hạn như là về mức độ thua lỗ khá lớn. Chỉ tính riêng trong năm 2018 thì công ty đã lỗ gần 2 tỷ đô về các hợp đồng thuê mặt bằng kéo dài tới tận 15 năm với mức phí trả trước cao ngất ngưởng, và về cấu trúc hay là tổ chức rối rắm của công ty. Và từ đó thì các nhà phân tích đã bày tỏ sự hoài nghi về giá trị thực sự của công ty cũng như là thực lực của bộ máy đang quản trị công ty. Cho đến ngày 17 tháng 9 năm 2019 thì WeCo, công ty mẹ của WeWork, quyết định hoãn IPO vô thời hạn. Cho đến tháng 10 thì WeWork nhận khoản cứu trợ trị giá 9,6 tỷ đô từ SoftBank. Đồng thời thì đồng sáng lập và cựu CEO là Adam Newman thì cũng nhận được một hợp đồng đảm bảo trị giá 685 triệu đô từ SoftBank để từ chức khỏi hội đồng quản trị của WeWork và nhận lại số cổ phần có quyền biểu quyết. Giám đốc điều hành của SoftBank lúc bấy giờ là Marcelo Claure thì đã được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành mới của WeWork. Đến tháng 6 năm 2020 thì nhiều cổ đông của WeWork đã đệ đơn kiện tập thể chống lại cả WeWork lẫn SoftBank với cáo buộc rằng WeWork đã hạ thấp các khoản lỗ cũng như là họ đã thấy vô lý khi mà SoftBank đã bồi thường cả tỷ đô la cho Adam Newman. Và thất bại gần đây nhất của WeWork là vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, WeWork đã chính thức nộp đơn xin phá sản theo chương 11 luật phá sản của Mỹ với số nợ lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Vậy tại sao WeWork lại phá sản? Như anh nói ở trên,
WeWork vào năm 2019 đã được định giá ở mức lên đến 47 tỷ đô. Thậm chí thì ở nhiều nước trên thế giới, cứ nhắc đến co-working space là người ta sẽ nghĩ đến WeWork. Nhưng chỉ một tuần trước thôi thì con số này đã giảm mạnh xuống còn 45 triệu đô, tức là giá trị công ty đã chia 1.000 lần. Cổ phiếu của WeWork thì cũng đã giảm hơn 98% kể từ đầu năm 2023. Các chuyên gia cho rằng công ty WeWork đã gặp phải tình trạng rất khó khăn khi mà khoản chi phí để thuê văn phòng tăng vọt, trong khi nhu cầu thuê văn phòng từ các doanh nghiệp hay là người làm việc tự do lại cực kỳ ít hay thậm chí là bằng không ở trong bối cảnh dịch Covid-19. Chính đại dịch Covid-19 đã buộc nhiều nhân viên văn phòng trên toàn thế giới phải làm việc tại nhà, từ đó khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đây có thể được coi như một trong những nguyên nhân đã gây ra sự phá sản của WeWork. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 không phải là lý do duy nhất khiến cho công ty này phá sản. Theo Jamie Hodari, giám đốc điều hành của một công ty khác ở trong ngành là Industrious thì cho biết. Điều trớ trêu lớn nhất ở đây là vụ phá sản của WeWork thì lại xảy ra vào đúng thời điểm khi mà ngành công nghiệp co-working space nói chung đang phục hồi và đạt được hiệu suất tốt cho đến rất tốt. Ông thì cho biết thêm, do ảnh hưởng của nền kinh tế cho nên là nhiều công ty đã phải chuyển ra các khoảng không gian trụ sở quá khổ để đến với những không gian linh hoạt hơn với kích thước khiêm tốn hơn. Sự phá sản của WeWork thì không phải do thiếu nhu cầu mà là do yếu điểm ở mô hình kinh doanh của họ. Giáo sư tài chính của Đại học Temple là ông Samuel Rosen thì chia sẻ như sau. Mô hình kinh doanh của WeWork dựa trên việc công ty có thể cho thuê và tân trang lại không gian văn phòng, sau đó thì cho các công ty và người làm việc tự do thuê tài sản với mức giá cao. Rosen thì cũng nói là WeWork giống như một người trung gian. Họ sẽ đưa ra một danh mục cho thuê bất động sản khổng lồ, cho thuê và kiếm lợi nhuận từ đó. Theo trang web của công ty thì hiện tại WeWork đang cung cấp không gian văn phòng tại 658 địa điểm hiện đang mở và sắp mở trên 119 thành phố trên toàn thế giới. Để thu hút người thuê thì WeWork vốn đã nổi tiếng với việc là chi tiêu một cách quá xa hoa cho những không gian được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và phong cách với rất nhiều tiện nghi dành cho nhân viên như là nước giải khát này, bia hay là các thiết bị làm việc và giải trí một cách miễn phí. WeWork thì đã gánh khoản nợ hàng chục tỷ đô la để tích lũy danh mục văn phòng cho thuê lớn của mình. Bloomberg thì cũng đưa tin, tính đến năm 2021 thì quỹ đầu tư SoftBank đã đầu tư tổng cộng là 17 tỷ đô vào công ty WeWork để đảm bảo công ty có thể vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, nhu cầu về không gian văn phòng chia sẻ thì chưa bao giờ đạt đến mức cần thiết để phù hợp với những thương vụ thuê hay là mua lại siêu lớn mà WeWork đã thực hiện. Cộng hưởng với đó thì với việc thiếu người thuê dẫn đến tỷ lệ lấp đầy không cao, có nghĩa là WeWork đang không thể bù đắp những khoản lỗ hay là thanh toán tiền thuê rất lớn cho những không gian làm việc mà họ đang thuê. Vì WeWork đã vay nợ để tài trợ cho những danh mục cho thuê của mình, cho nên hoạt động kém hiệu quả dần dần sẽ đẩy công ty vào tình trạng phá sản. Vị giáo sư thì cũng nói thêm, đó là sự kết hợp của một mô hình kinh doanh không mang lại quá nhiều lợi nhuận như dự kiến ban đầu và rất nhiều khoản nợ. Vậy, mặt tối của câu chuyện phá sản của WeWork là gì? Có một điều mà chúng ta sẽ cần phải chú ý đằng sau câu chuyện thất bại của WeWork, đó chính là WeWork không phải là một công ty công nghệ mà là một công ty bất động sản. Nghe thì có vẻ rõ mồn một ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng ở trong quá khứ thì trong suốt một khoảng thời gian dài, mọi người vẫn tin WeWork là một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Trước năm 2019 thì WeWork chưa từng thừa nhận nguồn thu của mình chủ yếu đến từ việc cho thuê chỗ ngồi tại các không gian làm việc chung. Họ xây dựng thương hiệu bằng các cụm từ như là công ty công nghệ, là tech startup hay là cộng đồng, community hay là nền tảng, platform, chuyên phát triển các công cụ phân tích dữ liệu thông minh để tối ưu hóa cách sử dụng không gian làm việc chung. Theo như tờ Fortune thì WeWork làm việc đó để thu hút các nhà đầu tư sợ bỏ lỡ Facebook hay là Google thứ hai. Từ đó thì nâng mức định giá của công ty lên hàng chục tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư thì sẽ dễ dàng chấp nhận chờ đợi một công ty công nghệ từ từ sinh lời sau hàng chục năm phát triển hơn là một công ty bất động sản. Mặt khác thì mô hình kinh doanh của WeWork có một điểm rủi ro cực kỳ lớn, đó chính là họ không phải là bên sở hữu các bất động sản cho thuê đó. Nếu công ty không thu hút được đủ khách để lấp vào các chỗ ngồi thì họ vẫn phải trả một khoản chi phí hàng tháng cho chủ mặt bằng. Lợi nhuận của WeWork thì phụ thuộc rất nhiều vào mức giá mặt bằng mà họ thuê lại và khả năng thu hút đủ khách hàng thông qua tính đắc địa, cách thiết kế không gian cũng như là bảng giá dịch vụ. Nói như vậy thì không có nghĩa là bất kỳ công ty cho thuê bất động sản nào như WeWork thì đều không thể thu lợi nhuận. Thực tế thì ở trên thế giới, trong thị trường cho thuê văn phòng làm việc chung thì cái tên IWG tuy không nổi tiếng khắp thế giới và được định giá quá cao như WeWork nhưng họ lại có nguồn doanh thu rất ổn định, thậm chí là cao gấp đôi so với WeWork theo số liệu của PitchBook.
Hoạt động kinh doanh giữa WeWork và tập đoàn lâu đời AWG thì hay được đem ra bàn cân so sánh để mổ xẻ sau sự kiện IPO thất bại của WeWork. Dù chưa có lãi nhưng WeWork lại có tốc độ phát triển thần tốc, một yếu tố thu hút được rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm. Trong khi đó thì AWG tuy đã có lãi nhưng lại không đánh được tiếng lớn vì không có tốc độ phát triển nhanh chóng bằng WeWork. Như vậy thì vấn đề ở đây đó chính là bong bóng của WeWork đã bị thổi quá nhanh mà trách nhiệm vẫn thường được quy về cho Adam Newman và những người đứng đầu khác, bao gồm cả các nhà đầu tư. Vụ phá sản của WeWork thì đưa ra một câu chuyện cảnh báo về thời kỳ lãi suất thấp trong những năm 2000 cho đến 2010, thúc đẩy làn sóng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp khi mà các nhà đầu tư thì tìm kiếm những dự án mạo hiểm mới có thể đem lại được lợi nhuận cao. Khi mà chi phí đi vay khá là thấp thì các nhà đầu tư sẽ ít xem xét kỹ lưỡng hơn về nơi họ bỏ tiền vào. Đó là bằng chứng cho thấy mức lãi suất gần bằng không sẽ gây tổn hại lớn như thế nào với cơ chế thị trường phân bổ vốn. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 thập kỷ, khiến cho việc vay mượn để đầu tư trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các công ty công nghệ thì cũng đang rơi vào vòng xoáy lao đao và hàng loạt ngân hàng đã phá sản. Đây thì chính là lời cảnh tỉnh lớn đến các công ty và doanh nghiệp: đừng chỉ tập trung vào chỉ số tăng trưởng mà hãy theo đuổi giá trị cốt lõi của việc kinh doanh, đó chính là tạo ra giá trị thực sự từ sản phẩm và dịch vụ mà họ đem lại cho người dùng. Một điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện đầy biến động của WeWork đó chính là sự quan trọng của việc quản lý vốn thật tốt và đánh giá mô hình kinh doanh. Ngay cả một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng hàng đầu hiện nay là SoftBank thì sẽ cũng có lúc phải sẩy chân. Và đôi khi thì chính sự phát triển quá nhanh chóng thì cũng sẽ có thể dẫn đến sự suy thoái nhanh không kém. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Và nếu như anh em thích video thì đừng quên like, share và subscribe cho Coin68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để không bỏ lỡ những video mới nhất của tụi mình. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những số bổ não tiếp theo. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!